Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị đam mê câu cá. Hôm nay lên sóng cho bác một số mẫu cần nhá. Một số mẫu cần rút. Đấy. Giá nó vừa tiền thôi nhá. Từ trung cấp cho đến cao cấp nhá. Giá thì từ 2 triệu 6 cho đến hơn chục triệu. Bạn nào có nhu cầu thì là alo em nhá. Ở đây có mẫu cho bác đánh dù đánh cước đều được. Và cho bác nào thích cần rút đi lại nó gọn gàng. Đấy. Nó cần sự gọn gàng thì những mẫu này rất là ok này. Đầu tiên này em có cây Spin Power 405B nha. Đẹp. Đấy. Cần còn rất đẹp luôn. Đẹp long lanh luôn. Giá là 11 triệu nha. Cái này đầy đủ bao biết các thứ đầy đủ nha. Hàng còn rất đẹp. Spin Power ngọc trai xanh. Đấy. 5 khoen nhé, 405B, giá 11 triệu. Để bắt đầu cần chi tiết thì alo em. Tiếp theo có một cây cũng Spin Power. Đấy, 405B, cây này thì cả cần đâu có 3-4 vết xước răm. Đấy. Giá thì lại rất là mềm, cây này không có bao. Giá là 10 triệu 2. Đấy. Vẫn còn nguyên bản, chưa hạ pad pèo gì đâu nhé. Pad máy tiên này này. Khoen xích trắng sữa cao cấp này. Bạn nào cần thì alo nhé. Còn ở đây em có cây Lan Súp 30405. Đấy, đã tháo pad. Giá rất là hạt rẻ. Giá 2 triệu 6 nhé. Giá 2 triệu 6. Hình thức còn khá đẹp. Đấy, khoen màu xám nhé. Khoen màu xám này. Đấy, anh em biết rồi. Shimano là khoen trắng sữa. Còn Daiwa những hàng cao cấp thì khoen màu xám. Đấy. Giá 2 triệu 6 nhé. Đã thao pad. Đấy. Còn khá đẹp luôn. Giá rất là mềm luôn. Bạn nào thích cây này thì alo em nhé. Cây này trên phân khúc khá nhiều cây mà giá em bán lên rất là hợp lý. Tiếp đến nó có cây Spin Power 405CX. Vẫn còn bọc chuôi cần này. Bọc màng, vẫn còn bọc bóng kính chuôi cần này. Chưa bọc rồi. Đấy. Giá là 8 triệu 6 nhé. Giá 8 triệu 6 này. Đấy. Còn rất là đẹp luôn. Spin Power 405CX. Bác nào mà cần nhẹ nhàng mà đánh cảm giác thì alo em nhé. Nhẹ nhàng gọn gàng cảm giác. Đấy. Có từ C cho đến BX. Tiếp đến em có cây PowerCat này. 33405V này. Đấy, sản xuất tại Man Taiwan này. Bản này khá là ok và rất là hiếm luôn. Giá 5 triệu nhé. Giá 5 triệu. Xích thì xích cao này. Đấy, con này thì định vị khoen, định vị dẫn hướng đầy đủ hết. Đấy. Giá 5 triệu nhé. PowerCat 33425V. Bạn nào cần chi tiết thì có alo. Ai cần chi tiết thì alo nhé. Thì trong video em nhiều cần em nói nhanh thôi. Tiếp đến là có cây Xtrasup 33425. À quên, 30425. Quên 30425. Còn rất đẹp luôn nhé. Đấy, còn rất đẹp. Giá là 3 triệu 8 nhé, giá 3 triệu 8, khoen ca nhé, khoen ca hết nhé. Cần còn rất đẹp luôn. Tiếp đến bên này thì đồng ông cây Sumider trắng bạc. Đấy. 425CX, cần còn rất đẹp luôn. Cần cũng còn rất đẹp luôn đấy. Cả cần chỉ có 2-3 vết phẩy răm thôi. Đấy, giá là 6 triệu 2 nhé, giá 6 triệu 2. Khoen pad Fuji, khoen sữa nhé. Đấy, xích màu trắng sữa, giá 6 triệu 2 này. Tiếp đến em có cây Sumider EV 425CX nhé, 425CX. Màu xanh cánh trả, quên màu xanh nước biển, quên cánh trả xanh nước biển nhé. Giá 3 triệu nhé, giá 3 triệu. Đấy, giá 3 triệu. Có sức dăm cho thời gian nha. Tiếp đến là một cây Sumider FV 425 CT nhé. Đấy. Cây này giá 3 triệu 6 nhé. Cây này còn khá đẹp luôn. Cần này còn khá đẹp anh em này. Đấy. Anh em nhìn cần là biết rồi. Đấy. Khoen pad Fuji hết. Giá 3 triệu 6. Tiếp đến em ở đây em có cây Spin Power 425 CT ngọc trai 7 khoen nhé, ngọc trai 7 khoen.
cần còn khá đẹp, đã tháo pad này. Đấy. Đã tháo pad, cần còn khá đẹp nhé. Đấy. Giá là 9 triệu nhé, giá 9 triệu. Ngọc trai 7 khoen, spin power 425cc. Giá 9 triệu. Cần còn khá là đẹp luôn đấy. Còn bên này em có cây Summiter xanh trắng 405BXT. Đấy, có sức dăm nhé, có sức dăm này. Giá là 6 triệu 3 nhé, giá 6 triệu 3. Cây này bác nào lấy thì em có thể chí fit cho một chút nữa. Summiter 405BXT, giá 6 triệu 3. Tiếp tục bên này có cây ProSup 425BXT nhé. 425BXT này, có sức dăm này. Đấy, có sức dăm. Nhưng giá cũng rất là mềm, 7 triệu 6. Giá 7 triệu 6, màu cánh trả khoen xích, màu trắng sữa. Đấy, tiếp tục bên này em có cây Summiter EV 405BXT, cần rất đẹp luôn. Đấy, cần rất đẹp luôn. Giá là 4 triệu rưỡi nhé, giá 4 triệu rưỡi. Tiếp đến bên này em có cây PowerCats 30-420G, độ cứng CX. Sản xuất tại Core, main Core, giá 2 triệu 8 nhé, giá 2 triệu 8 này. Đấy, giá 2 triệu 8 này. Khoan pad Fuji này. Đấy, giá 2 triệu 8. Đấy, tiếp đến em có cây AutoCAD SP425CT, bản nội địa nhé, bản nội địa này. Đấy. Đấy, giá 3 triệu 4 này, giá 3 triệu 4. Có một vài vết sức dăm nhỏ trên cần này. Đấy. Giá 3 triệu 4 này. Khoen pad Fuji này. Tiếp đến là có một cặp nhé, một cặp Summiter EV 405CX. Một cây còn đẹp thì giá 3 triệu 7, còn một cây có sức dăm thì giá là 3 triệu. 3 triệu nhé. Đấy, bạn nào có nhu cầu thì alo nhé, em có hai cây này, một cặp 3 triệu 7, một cây đẹp và một cây sức dăm, giá 3 triệu. Và cuối cùng là em có mẫu Daiwa VV Sup 33425 nhé, độ cứng BX này. Hàng mới nguyên hộp, giá 3 triệu rưỡi nhé, giá 3 triệu rưỡi. Bạn nào có nhu cầu alo em nhé. Con này thì trên phân khúc chữ đỏ, trên phân khúc chữ đen, dưới chà súp. Các bác cần mẫu nào thì alo cho em nhé. Số điện thoại em để bên dưới video hoặc để trên đầu tiêu đề video có số điện thoại này. Bạn nào cần thì alo cho em. Cảm ơn các bác theo dõi video nhé.